Đà Lạt rồi nha. Đó, hello cả nhà nha. Đó, vui vẻ hoan hỷ nha. Đó, giờ thời tiết hiện tại đây là 20 độ. Đó, lạnh không anh Tuấn Nguyễn? Trời ơi, keo hả? Trời ơi, mất luôn rồi. Đó, Quỳnh lạnh không Quỳnh? Lạnh quá. Lạnh quá, chị Phương lạnh không chị? Dạ, em xin chào cả nhà nha. Hiện tại giờ nhóm anh Tuấn Nguyễn đã tới chợ Gia Hiệp nha. Chợ này đang ở tỉnh Lâm Đồng nha. Đó, Di Linh Lâm Đồng nha cả nhà. Đó, trời sáng sớm ở dưới đây là xe lạnh nha. Giờ anh Tuấn Nguyễn, dì Sơn, dì Phượng, cái Dũng bắt đầu sẽ đi chợ. Để mua thức ăn để lên dì sọc chế biến nha cả nhà. Rồi đang mà rau cải nha cả nhà. Lấy cái này về luộc mà không vào cái đường nữa, thôi xuống nhà chặt ra nè. Xuống sạch. Hai cái ổ qua rồi cái gì nữa? Không có đâu. Không có corona, em có xà lách mỡ được không? Vậy ăn sống phải không? Bây giờ anh Tuấn Nguyễn đang đứng đây nha cả nhà, để mua rau củ đem lên villa nha cả nhà. Chị Phượng đang mua xoài. Đó, cặp vợ chồng nha. Không giờ thôi. Ê, quên xách vô quên. Xe lên má lên. Xuống. Đó, Quỳnh đi là phục vụ cho chú Dũng nha cả nhà. Đó, vợ đánh lưng cho chồng nha. Đó, anh Tuấn Nguyễn mua trong đây, cái Dũng ngoài đây hưởng thù. Máu yếu luôn không. Cái này mình mua về mình trộn đồ trắng nè, ngon quá chị. Ngon nè. Ờ, không có bán gà không mà mẹ. Chua, rau của con mà má chê nữa. Nếu em trộn á, em lấy cái bên này. Còn nếu em ăn sống thì má cái bên này. Còn trộn á, cái này nó mỏng lá nè, nó ngon nè. Rau hàng của con là hàng vậy đó, chị. Đây, sống của đẹp con rồi tức này nè. Sống ngon lắm. Đây là gì? Cà đây ngon nè, sống ngon lắm. Cà đó ăn sống là cũng giòn ngon, lắm. Cũng ngon, với thịt đạt là vô địch luôn. Nó béo mà nó lại ngọt. Có ớt chưa? Chưa chị, ớt hàng gì chị mua cho chị. Cái đó hả mẹ, lấy đi, lấy hết đưa cho con 12 ngàn thôi. Cái này xuống hào quá, rồi lấy luôn xuống. Đây, đưa bạch đi. Đưa bạch đi chị. Để đưa bạch đi. Để hết em. Đó xuống hào á. Lạ ngộ, nhìn lão à. Hàng ở đây là hàng sạch, hàng nhà luôn, anh hết không có bán hàng làm gì. Cái này em chồng nhà Dương không chứ chợ sao chồng được. Rồi hành là. Cái này mình xào cái gì, Sơn mình xào cái gì, thịt heo hả? Lấy thử cái ký cà này về ông ăn đi. Cái này 20 ngàn ký. Ủa chị, đầu rừng nó đâu bán vậy chị? Đầu rừng á. Cái gì? Đầu rừng á, thịt. Đầu rừng á. Sóc. Giờ cũng mua rau cải xong nha, giữa hôm qua mua gà nha cả nhà. Đó, giờ anh Tuấn Nguyễn Di Sưng vô lựa gà nha. Làm gì có gà của anh, chợ này làm gì có gà của anh. Chăm một tí bà ơi. Gà gì vậy? Gọi chân trì này, nó ăn nó như người ta. Biết rồi, nhưng mà gà này có bớt không? Bớt lấy nhiều. Bớt lấy nhiều quá nhá. Ở đây em có đăng ký đâu, cả 100 Nguyễn là lấy 2 con gà. 2 con gà. 2 con
coi đầu có đầu cho phá đầu giấu dưới á. Rồi lấy đi, lấy đi. Cái gì với Dũng? Người kéo nhau quanh bánh mì bò kho nha bữa nay. Đó chứ Dũng với anh Cấn Nguyễn ăn nha. Ủa này muốn gạo gì chị? Ai muốn gạo? Cho nước bò kho nhìn nó loãng gì cơ. Đó giờ mọi người ăn nha cả nhà. Đó, hello cả nhà nha. Đó, vui vẻ quan hỷ nha. Đó, giờ thời tiết hiện tại đây là 20 độ. Đó, lạnh không anh Cứ Nguyễn? Trời ơi, keo hả? Trời ơi, mất luôn rồi. Đó, Quỳnh lạnh không Quỳnh? Lạnh quá. Lạnh quá, chị Phượng lạnh không chị? Không, đó, chị Phượng lạnh nha. Trời ơi. Đó lên đây mưa phùn mà mưa hoài luôn á. Đó giờ mọi người á. Giờ anh Tấn Nguyễn cái Dũng gì Sơn nha với em nha Quỳnh, chị Phượng nha đi nha. Đó giờ bắt đầu đi vô chợ Đà Lạt mua đồ. Bây giờ mình vô chợ Đà Lạt mua gì anh Tấn Nguyễn? Mua bò phải không? Đó, công nhận trên đây đồ gừng khó kiếm lắm nha cả nhà. Nãy giờ hỏi rất là nhiều người nha. Tại vì mấy đồ gừng cái đặt hết rồi chứ Dũng ơi. Giống như phải đặt trước cái cả nhà, giống như là mình phải đặt. Rồi giống như là người cả có là cả lô mình rồi. Chứ mình không đặt trước là không có nha. Ở đây rất là xe rất là nhiều xe 16 chỗ ra Đà Lạt chơi nha cả nhà. Ồ đây bán gấu nha, trời ơi. Bán bơ nha cả nhà, đó cái nào cái đó rồi rồi, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Bơ đây, khoai lang nha cả nhà. Dạ ăn tốt cái mai tiểu đường rồi chú này. Tiểu đường ăn được hả? Tiểu đường hút ăn chị mạnh mà. À cái này bữa Lâm có Lâm có đem ra này chứ, đó chứ gì quên được đó, quá thù lù. Đâu cái này 13.000 bơ này, cái này là 100 chú chứ là mệt. Cái farm nha, lân farm nha, đặc sản Đà Lạt nha cả nhà. Đây có thể mua quà lưu niệm về được nha cả nhà ơi. Giờ em với Chế Dũng, cái gì Sơn sẽ tiến vào sâu trong chợ Đà Lạt nha. Lạc người ơi. Đó, Chế Dũng ơi, lạnh không Chế Dũng? Trời ơi, tiếng này lạnh. Bắt mẻo mọi người, lý tưởng lắm. Ôi mưa phùn ơi. Đó đang mưa phùn nha cả nhà ơi. Khu này bán đồ rất là nhiều nha cả nhà. Đây bán rau cải chung mấy đồ len không đồ. Mất dầu. Đó đây bán dâu nha, nhiều loại dâu lắm nha. Ở đây có xài dẻo muối ớt luôn nè. Dâu tươi, dâu khô. Ồ, chị Dũng mua luôn nha cả nhà. Chị là có nhiêu đây nè. Là cái gì đây ạ? À? Vợ đứng kế bên nè. Vợ nghe nói gì đó vợ bỏ đi luôn. Trời ơi, hai chồng nắm tay nhau đi. Đó này bán mấy cái trái cây cười rất là nhiều nha cả nhà. Đó mấy cái sạp bán trái cây đồ khô, dâu Đà Lạt tươi, hoa quả tươi nha cả nhà. Đó mấy cái ớt trái ớt chuông rất là bự nha cả nhà. Đây còn thấy bán khoai lang rất là nhiều luôn.
Họ này có bán cái đặc sản đồ. Họ này là chợ Đà Lạt. Đó. Hello, hello. Đó, mưa rồi nha. Giả nói là chăm liếc để coi Tuấn Nguyễn với Tuấn Nguyễn đi làm tinh mơ như thế nào thì đi suối giờ là đi ăn mùng năm nha. Giờ Tuấn Nguyễn tụ Tuấn Nguyễn đi vô chợ mua ít thực phẩm nữa. Đã có đi chợ mua rồi. Vô chợ mua thêm ít thực phẩm nữa. Nếu mà ai nói là làm không? Nói là làm, Việt Nam nói là làm. Đó, vui vẻ nha cả nhà ơi. Đây là khu chợ Đà Lạt nha mọi người. Đúng rồi. Thời tiết rất là mát mẻ nha. Trời sợ nắng luôn. Nó nói lát vô suối tắm á lạnh dữ lắm á. Đúng rồi, thời tiết vậy là vô suối lạnh lắm á. Trong đây bán đồ rất là đông nha. Akiso đây bán. Bây giờ ở đây bán mấy cái sạp này nhiều quá anh Cứ Nguyễn. Mấy sạp mà đồ khô. Ôi mưa phùn càng ngày càng lớn nha. Mà đợt này thời tiết không lạnh bằng mấy lần trước còn đi nha. Mấy lần trước còn đi là lạnh dữ lắm luôn. Rồi mưa phùn nha cả nhà, mọi người nhìn có thấy chưa. Đâu hả? Đó, đi vệ sinh, đi vệ sinh nha cả nhà. Ở đây bán đồ rất là nhiều. Trọ nữa. Đúng rồi, ở chung tranh thủ không anh? Rồi giờ tranh thủ đi nha cả nhà. Rồi lát còn đi chơi suối nữa. Tại vì thời gian chỉ có một ngày ở đây thôi nha. Trong đây là chợ rau củ nha cả nhà. Đưa rồi. Không dám lấy gì như mấy năm trước. Sáng nhóm còn cũng đi chợ Gia Hiệp rồi mua cũng rau củ với gà. Cũng còn thiếu một số món đồ ăn nên giờ vô chợ Đà Lạt trực tiếp để mua nha cả nhà. Để lấy cho em 10.000 đi. 5.000 xả chị ơi. Ở đây có bán ớt xả rất là tươi luôn. Tỏi không chị? Tỏi rồi. Cái xả hoặc gà ý lần. Đà Lạt Center, chợ mới Đà Lạt nha. Đó, khu này là khu chợ mới của Đà Lạt nha cả nhà. Đà Lạt Center. Đó, trên cái góc này là giống như là khu chụp hình giống phố Hồng Kông nha cả nhà. Có một cái góc trên đây á. Còn biết nằm khúc nào nha. Bây giờ cái sạp bán thịt nha. Đó, giờ mua thịt bò. Làm gỏi bò đồ, gỏi gà. Heo quay. Không. Chặt ra cái loại nào ngon. Loại nào có mỡ. Mỡ. Anh Tuấn Nguyễn mua heo quay nha cả nhà. Chặt luôn hả? Một ký nhiêu chị? 400 chặt lắc vô rừng nè. Rồi ok, lắc vô rừng ăn nha. Ở heo quay mua heo vô rừng ăn nha cả nhà. Ba dĩa đi, tại vì
quá hấp dẫn luôn, heo quay da rất là giòn nha, khi chặt ra là nghe rộp 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 luôn. Con có một trái rồi. Dạ mình có mua bánh hỏi không? Dạ có, lấy ba dĩa bánh hỏi. Lấy rồi cô ơi. Không có chỗ á. Ý là lấy rồi á cô. À lấy rồi. Ý là nãy lấy đây rồi, lấy đây rồi. Hồi nãy ai lấy á, nãy có kêu rồi. Đó có nước mắm, có hành. Thử đi em. Thôi lạc quá. Lạc phải ăn muối tiêu. Có muối tiêu không chị, cho em muối tiêu. Có nhiều muối tiêu không? Có. Ở đây chị bán cho người Hà Nội nhiều, họ ăn hơi là chấm muối là ngon, người ngon ăn quá mình khó xử lý. Rồi cảm ơn. Tai quá đẹp luôn. Tai quá đẹp luôn. Thấy là quá đẹp. Có chị bán chủ này nói là cái ca em Tuấn Nguyễn là quá đẹp. Là 515. Đó, heo quay. Heo quay em bánh hỏi. Này khách đi cho. Rồi đi, đi ra tranh thủ đi về. Đưa em 15 mà đủ rồi, Sơn nãy đưa chập. Ớt này ngọt lắm anh Tuấn Nguyễn. Đó này là ớt chuông. Ăn sống được mà chứ Dũng. Đó này ớt giống như ớt chuông nha cả nhà mà. Ớt này ớt gì cô? Ớt này ớt ba líp bô, ớt ngọt, ớt trái cây. À ớt trái cây, ớt ba líp bô nha cả nhà. Ớt này ớt ba líp bô. Ờ. Cái gì? Ớt quần trận đích được á. À giờ cuối cùng cũng mua heo quay xong rồi, bắt đầu giờ đi ra đây lại nha, bắt đầu chuẩn bị chắc lên xe nha cả nhà. Lạnh lắm á gì Sơn. Ở Y Sơn Hà, ở anh Tuấn Nguyễn là không có bận thêm áo khoác luôn nha cả nhà. Tuấn Nguyễn chưa làm giỏi lắm. À, Tuấn Nguyễn chưa giận giỏi. Đó giờ anh lên Đà Lạt lạnh nhất là bao nhiêu độ anh? Độ anh lên bây giờ thời tiết là 20 độ đó anh. Có đợt anh đi lên là hình như là còn 12 hay 13 độ à. Trời ơi, đúng không? Có đợt em mà bước cắt cối là... Ra khối luôn, nói chuyện mà ra khối luôn. Đúng rồi, đợt em đi dắt cối là 9 độ. Đúng rồi, đúng rồi, thời điểm đó là cỡ mười mấy, 12, 13 độ, nói chuyện là ra khối luôn á. Ôi chính giữa con chó sao chừng nó ngắn quá. Đó chừng nó lùng xịt rồi cả nhà. Cái Dũng bị lạc nha cả nhà ơi. Đó với Dũng, chị Phượng, với Quỳnh là lạc nãy giờ chờ 2 tiếng đồng hồ mới ra nha. Lạc quá. Trời ơi, thôi giờ mọi người lên xe chuẩn bị về khách sạn nha cả nhà. Villa quên, Villa nha. Bây giờ mà đi mua xíu mại nữa, 37 Hoàng Diệu nha, tài xế. Mua xíu mại xong rồi về luôn. Thôi em xin kết thúc clip tại đây nha, hẹn mọi người những clip sau nha, bye bye.